ngon quá. Trời ơi, cái thịt tôm nó dai, nó ngọt lắm mọi người. Tôm này các bạn thấy không? Bóc ra là trời ơi. Mà cấy ra được. Xèo xèo. Thơm quá, quá thơm. Chào mọi người đến với kênh Sắc Hậu Ẩm Thực nha. Hôm nay mình sẽ làm món tôm nướng ngọi nha cho mọi người coi nha. Hôm nay mình làm món tôm nướng ngọi nha mọi người. Con tôm này rất là to nha, bằng ngón cái á. Nè, to bằng ngón cái chân luôn á, ngón chân cái luôn á. Điều nè, màu điều. Kế với màu điều luôn á. Rắc rau, ớt bột. Đây này thì ớt bột. Đã. Chín chưa. Lật lại nha. Lại cho nó thơm. Nó cho chín muối rồi thì cho. Rồi, lại sa tế. Ê mấy bạn ơi, tại vì là hôm nay là mình đang ở cái khung cảnh như thế này nhá, cho nên là mình làm nướng như thế này, mình ăn tại chỗ rất là ngon luôn. Cường đứng đấy không? Mấy bạn ơi, nướng mấy cái này á thì nướng than nó vừa phải thôi. Tại vì nó mà bốc lửa lên là cái tôm mình nó dễ cháy lắm. Hồi nãy lửa lớn nào có 2-3 con nó cháy mất tiêu rồi nè. Cho nên là mình nướng kiểu giống như là để than cho nó hồng thôi rồi mình nướng thôi. À, nướng những cái món tôm này nè các bạn có thể các bạn giã muối hột ra, các bạn ướp nè, muối ớt rồi sa tế. Rồi ớt bột thì nướng sẽ rất là ngon hơn là mình không ướp gì mình nướng á. Nè mấy bạn nào mà muốn ăn cay á, cho ớt bột thôi nè, cho nhiều một xí. Tại vì Linh với Ngọc á hả, hay ăn cay lắm, cũng ăn cay nhiều cho nên là cho hơi nhiều ớt xí, màu nó cũng đẹp nữa. Sa tế nữa vô là tuyệt vời luôn. Trời ơi, chấm với muối ớt. Cái này chấm muối ớt nè, muối tiêu xanh nè nha. Chấm muối tiêu xanh. Muối tiêu xanh đi, lát mình ấy muối tiêu xanh. Rồi mấy bạn ơi, mấy con tôm này đã chín rồi nè. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nha. Ở mấy con chín này mình bỏ ra góc này đi để mình cho mẹ mới vô ha. Đây con này chín rồi bạn. Để con này ra góc này đi để cho mẹ mới lên nướng luôn. Chúng mình vừa nướng vừa ăn khá ngon nha. Cái này để nguội nó bị tanh nó không có ngon đâu. Để nóng ăn thì nó sẽ ngon hơn. Trời ơi bà Linh, cái dĩa tôm khổng lồ này không biết mình ăn đến khi nào mới hết rồi bà Linh. Không, nó ngon quá là cũng hết rồi. Cái này mình có uống bia uống rượu gì không? Rồi. Đây, có muối ớt xanh ngon đây. Ui, đâm nhanh dữ vậy. Muối ớt xanh đâm nhanh dữ vậy hả? Đâu, mới nói xong. Muối xanh á. Muối nói xong, có người đâm muối xong mình ăn rồi. Cảm ơn bạn Xuân. À, bạn Xuân, ăn không bạn Xuân? Trời ơi, ngon lắm. Trời ngon nhờ. Tôm tươi nè. Nè, cho con rất là con to. Này nè. To thế, bự thế vậy. Tôm ngon ghê luôn. Vì sao chủ chim bao làm vậy nha các bạn? Chấm đây mấy bạn ơi. Tươi, tôm tươi, đỏ tươi, ngon luôn nè, thấy chưa bạn? Thơm mùi sa tế không? Thơm sa tế ghê. Sa tế hơi cay đấy. Cay lắm luôn. Trời ơi, chấm ngon mà. Cái này nói thiệt nha, không chấm cũng đã ngon rồi. Vì cái này mình đã cho gia vị vào rồi á. Hồi nãy là bỏ ớt với sa tế nhiều lắm. Ủa lên Linh ơi. Thấy con rồi đó. Ngon quá. Trời ơi, cái thịt tôm nó dai, nó ngọt lắm mọi người. Tôm nó, tại vì tôm nó tươi rất là tươi luôn á. Tôm nó ngấm sa tế này, ngấm gia vị rất là ngon. Ăn hết rồi nè, cho con nữa. Cảm ơn bạn Linh nha, còn một mâm đó. Tôm này các bạn thấy không? Bóc ra là trời ơi. Ngon chưa? Nó dày thịt ha Xuân ha. Ngọt lắm luôn á, tôm nướng ngọt ngon ghê luôn á. Em ơi. Đây mọi người nè, thì mình chấm muối nè, đó trên này nó ngon cực kỳ luôn. Hay là mình ăn cho mọi người xem nè. Nhớ tôi nha. Tôm ngọt lắm, ngon lắm mà tươi lắm. Nhìn cuối cho bạn nốt đi bạn ơi. Nhiều vào cho nhiều vào. Ôi.
Thường á mình nướng bằng than á các bạn thì nó sẽ ngon hơn nha. Nhiều có sa tế đó, mình đang ấy sa tế đó. Trời ơi. Ôi thơm quá thơm. Lên đi anh em ơi. Lên đi anh em ơi. Tôi người Hàn Quốc mà. Đùa. Người Hàn dẫn mặt. Người Hàn gió đá. Ừ, Hàn xẻng đùa. Nướng tôm ớt sa tế này rất là ngon. Hội này toàn lấy chồng Hàn Quốc không hà. Bảo sao ăn ớt giỏi lắm. Trời thôi. Xèo xèo. Ôi. Ê, đổ tôm này cái tiếng mỡ nó chảy xuống nó xèo xèo, tao thèm ăn miếng xèo quá coi. Mai tao làm cho mày ăn liền. Cháy rồi, cháy cái con này cháy bỏ ra đây. Cái mùi sa tế nó vào mắt cay quá. Nhìn đi con tôm nó chín vàng nó bóng lưỡng như thế này luôn nè đấy. Tôm dễ sợ luôn. Ê này, mình nướng từ lúc trời sáng mà giờ trời tối rồi đó. Trời nè, cái mâm này ăn tới tối luôn á. Không, cái này mâm này đến sáng mai. À, sáng mai hả? Ừ. Cái này sáng mai mới hết. Ăn cái mâm này. Có nghĩa là mình nướng từ lúc trời sáng này xong đến tối này xong đến sáng là bắt đầu mình nghỉ ha. Nghỉ là vừa. Ờ, mình nghỉ mình đi ngủ. Anh ơi, anh vào đây ăn tôm mà đi. Ủa, anh kêu từ đó. hấp dẫn quá. Ngon quá. Trời ơi, vậy mà không gọi. Cần chú ăn không cả nhà? Mọi người ăn đi nha, em quạt cho mát nè. Mấy anh có ăn cay được không? Tôm của em hơi cay đấy. Ai kêu từ đó, có mặt chó từ đây. Ôi. Ăn đi mọi người. Cả nhà coi nè. Mọi người ăn tự nhiên. Các anh ơi, hai anh ăn tự nhiên, nhưng mà em ăn no lắm rồi. Ngon quá. Cái tô nóng hổi luôn. Ăn đi anh ơi, hôm nay có quả đồ mới nhở? Mới cắt tóc à? Quạt bay tôm sống, tôm còn sống, tôm nhảy, tôm nhảy. Tôm nhảy anh ơi, tôm nhảy đây, tôm tươi đây anh ạ. Không cho, không cho ăn thì nói nhờ. Được, được mày ăn nên bạn cứ cố mà ăn đi. Giá này tôm cả vỏ à? Giá mà ngày nào cũng đi. Anh ăn tôm cả vỏ à? Muối ớt tôm xanh này ngon này. Ngon quá. Không, nếu như mà có muối hộp nữa. Muối hộp. Anh nên lấy vợ Hàn Quốc đi nha anh. Ăn cay cho nó vui. Ai nói thì nói mình ăn nha. Ngon quá. Tôm rất là ngọt, rất là ngon. Ăn nước cay như thế này mới là sướng à. Anh thấy tôm em nướng ngon không? Ngon, tuyệt vời. Ngon ở chỗ nào anh nói đi. Thơm không? Con tôm nó béo và nó mập. Chấm ngập muối vào. Thơm không? Thơm không? Ngon quá rồi. Thơm mùi nhang đúng không? Trời ơi, anh hiểu anh bốc khói luôn kìa. Mời chị cục. Đây là ngon quá trời luôn nè. Mọi người ơi, bây giờ cái món tôm này là mình ngưng được rồi nè. Ăn no rồi, no lắm luôn rồi đó. Bây giờ mình ngưng cái món này ở đây đi. Mình có chuẩn bị các cái món khác nữa. Bây giờ là mình vô mình chuẩn bị cái món đó cho mọi người thưởng thức luôn. Mọi người nhớ đón xem clip mới của mình tiếp theo nha.